ở bên Mỹ à, 10% người gốc Việt là vô gia cư ở gầm cầu à, Chó đó chợ ngồi như thú hoang như vậy ở bên Úc có người vô gia cư không à, có người ở bên Úc cũng có người vô gia cư nhưng mà là không nhưng mà nó ít chứ không nhiều thỉnh thoảng mình thấy người vô gia cư uh, ngủ ở ngoài đường đó uh, nhưng nhưng mà vậy nè uh, cái người vô gia cư mình mình cả nhà mình 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 uh, nói sự thật đi ha bây giờ mình mình nói mình không có có, có một cái định kiến là uh, giữa người Việt Nam ở trong nước là ghét mấy người ở bên này <laughs> à, nói công kích theo kiểu mà chính trị đó thì nó tìm cái điểm yếu để mà nói đó mình không anh thích nói như vậy mình nói mình công tâm mình nói nó thực tế hơn thôi à, bây giờ mình nói cái kiểu những ở ở mình mình xem cũng xem nhiều video mấy anh chị ở bên Mỹ người ta chia sẻ đi quay những cái mảnh đời như vậy đó có vô gia cư thì à, nhưng mà mình thấy hầu như mấy cái người vô gia cư ở Mỹ mà người gốc Việt ha là họ bị tâm thần nhiều họ bị tâm thần họ có họ có lý do nha họ bị tâm thần rồi à, hút chích rồi có kiểu tiền án tiền sự đó thì cho nên khi mà họ quay lại với cộng đồng quay lại cái xã hội đó uh, nó hơi khó tại vì ở bên bên Mỹ chẳng hạn như vậy cái xã hội Mỹ nó có một cái thuốc đo riêng biệt cho cái xã hội đó thì bạn mắc À, sai lầm bạn mắc bạn vô cái vòng mà tù tội hay là có tiền án tiền sự nè. À, bạn khó xin việc làm. Mình 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 hiểu nôm na là như vậy xin vô việc làm phải đề đơn đó nó cái kiểu nó hơi khó. Rồi à, những người bị tâm thần hay gì đó họ thích mong <laughs> ngông cuồng họ đi, đi đi ra ngoài đó thôi rồi bắt đầu cái cái, cái hoàn cảnh họ bắt đầu nó cứ đẩy đưa cái cái đời nó nó càng ngày nó càng tệ. Đó chứ nó không giống như Việt Nam, ở Việt Nam là nhiều cái hoàn cảnh là người ta cố gắng làm làm ăn nhưng mà người ta thiệt thà chất phát làm ăn nhưng mà ngóc cái đầu lên không có nổi. Cái gì đâu mà nói tới ở Mỹ 10% nói cho cố Các bạn xem vài cái kênh YouTuber ở Mỹ quay được mấy người lắm đâu. dài Vài chục người cho mấy đâu mà. Đâu có làm gì không? nhiều, ở Việt Nam mình mới nhiều chứ ở Việt Nam mà bây giờ là thậm chí bây giờ cả nhà thấy ông bây giờ là ở bên Việt Nam đó nhiều youtuber là khai thác là là đi làm từ thiện là những cái bếp ăn bữa ăn ở bệnh viện nè đi quay nhờ hang cùng ngõ tận từ trong nghĩa địa nè ở nhà ở trong chuồng heo nhà heo hút ở trên vách núi nè là... đủ thứ thậm chí là nghĩ họ không sống được luôn mà họ vẫn sống được <laughs> cái đó có nhiều chứ ở bên Việt Nam có nhiều chứ bên này sao nhiều được đó là ở bên mình 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 thấy ở bên Mỹ ấy, là những người đó mình thấy nhiều nhiều youtuber quay ở bên Mỹ thì hầu như mình thấy bị họ bị tâm thần không à, họ không có bình thường họ không có bình thường và cái cuộc sống như vậy thì bắt đầu cái họ bị lẻ lôi ra cái 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 xã hội đó họ không có hòa nhập được với cái, cái xã hội lại thì cái cái cái, cái, cái luật pháp hay là đời sống ở Mỹ thì mình không có không có hiểu hiểu hết nhưng mà nghe nghe đâu á, thì họ nói là khi mà bị bị những cái sự những như bạn có tội phạm rồi rồi thì bạn quay lại xin việc làm hãng xưởng nhiều khi có những hãng họ thấy cái tội phạm này tội phạm kia đó họ không họ không nhận làm cho nên không có việc làm đâm ra chán nản rồi không có tiền có bạc thì đi ra ngoài đó ngủ như vậy đó nhưng mà đâu có bao nhiêu người đâu mà nói cho cố ở việt nam mình đó, bây giờ thì cả nhà thấy không ở Việt Nam mà những youtuber khai thác thì làm từ thiện đi quay những cái mảnh đời nghèo khổ hầu như là bà con ở Úc ở Canada ở Mỹ gửi tiền về cho xây nhà uh, mua xe từ thiện rồi uh, cái hội ông tám sang rồi đó uh, bà con thấy ở uh, Việt Kiều ở bên này gửi về cho mua chiếc xe cứu thương chạy ra chở những cái mảnh đời bất hạnh uh, con cháu em rồi bỏ chồng bỏ anh bỏ cậu uh, giữa đường dài ba ngày um, bỏ luôn bỏ luôn đó rồi phải người ta cứu hộ về chăm sóc rồi những cái mảnh đời mà ở chuồng heo chuồng rồi người ta lao động công nhân bình thường người bình thường đó nhưng mà họ ngóc cái đầu lên không có nổi họ thiệt thà chất phát đó. họ họ giành giật đó những người khôn ngon không có nổi rồi họ ra cái cuộc sống họ bị ra rìa à nó ở bên này thì kiểu mấy người ở mỹ ở, ở úc ở canada rồi có tiền họ cho về cất nhà lại ở dưới miền tây đó ở nhà xem đi tỷ lệ nó nhiều đó nhiều hơn. Còn ở úc <laughs> mình nói ở úc à, thỉnh thoảng thì mình đi mình cũng gặp một vài người vô gia cư, uhm, họ ngủ ở ngoài city. Nhưng mà có một cái là gì, mình không có thể là mình mình không có điều kiện hay là mình không có cơ hội mình tiếp tiếp cận họ thôi, cái quyền của họ. À, nhưng mà ở bên này đó mình nói cho cả nhà, nhà ở Mỹ mình cũng nghe uh, mấy anh chị nói bên đó thì kiểu nhà ở bên úc gọi là nhà housing, cái nhà của chính phủ đó cũng dành cho những người vô gia cư. Nhưng mà có thể là họ có cái những cái quy định riêng nào đó mà những người vô gia cư họ không chịu được được. nên này không, không thèm, không cần hay là họ không có có những cái cái cơ hội để vô được trong những cái nhà của chính phủ. Thì nhiều khi vô trong đó nó cũng có cái phức tạp riêng của họ. Ở trong chính phủ đó thì ở thì hầu như là vô gia cư không rồi trong đó sống chung với những người chị nghiện uh, ngập hay là những người nó không được bình thường với nhau họ bị lùng bùng luôn không sống chung được còn ở bên úc á, thì cũng có nhà của chính phủ cho uh... những người mà bị uh, bệnh tâm thần á hay là khiếm uh, khiết khiếm tật đó họ được chính phủ bên này á, là có một cái tiền uh, an sinh xã hội lo cho trọn đời luôn cho tới lúc chết luôn đó uhm còn những người vô gia cư thì mình ít gặp lắm. vài người thôi thỉnh thoảng mình thấy họ cũng có ngủ ở ngoài ngồi đường ở một cái nơi nào đó. Nhưng mà thường thường thì mình thấy, mình thấy ha. Thì họ là những mấy người mà kiểu nghiện ngập rồi uống bia uống rượu nhiều lắm, họ thèm rượu, thèm bia nhiều. Họ ngồi cái kiểu mà họ họ xin tiền rồi đó. Chứ còn mà nó nó tệ quá những hoàn cảnh mà nó căng quá như ở, ở Mỹ thì nó bên này chưa có đâu mình không thấy bên này không thấy có thể là họ chính phủ họ làm tốt chính phủ họ làm tốt hơn còn uh, mấy bạn mà cứ nghĩ mà so sánh mà nói uh, ghê nói theo kiểu mà đã kích hay là kiểu mà chính trị đó thì nó chúng ta cần phải xem lại mình phải uh, thực tế rõ ràng rồi mình phải trung thực mình đánh giá chứ hiện nay uh, thì những người mà những hoàn cảnh khó khăn thì hầu như là nhịp kiều ở canada ở Việt kiều mỹ dịch kiều úc Việt kiều ở ở pháp hay ở gì đó ở châu âu rồi đó người ta gửi tiền về cho việt nam nhiều hơn nhiều hơn ha thậm chí là họ cho tiền về những youtuber đó mà đi làm những cái việc nhiệt uh, nghĩa trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất trong cái cuộc đời thì mọi người cũng phải uh, nhìn nhận lại còn ở việc ở mỹ mình mình thấy như mọi người nói đó thì thấy thì đồng cảm thôi hầu như là những uh, youtuber ở bên mỹ quay lại, là những thành phần đó, họ mình thấy họ không có bình thường họ bị gì đó thấy đời nó, 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 nó tâm thần chứ nó không phải nó không bình thường đâu yeah mà những người như vậy thì cái hoàn cảnh họ không có thể nào mà phát triển lên được. Họ lay hoay những cái chuyện mà họ tự ý họ muốn, họ không hòa nhập vô cái xã hội ở bên Mỹ. nếu mà họ đi về Việt Nam nữa thì mình nghĩ cái cuộc sống của họ nó cũng không ra sao đâu tại vì ở Việt Nam mình họ chẳng qua là họ nói được tiếng mẹ đẻ thôi chưa chắc là họ thích nghi được cái họ hòa nhập vô cái xã hội của họ nữa tại vì họ không bình thường mà đó cho nên nhiều cái trước đây họ những người mà bị hoàn cảnh như vậy đó họ qua trong cái thời xe lắc xe lơ mấy chục năm trước rồi thì có một cái khoảng khắc gì đó họ không có bắt nhịp được với cái xã hội đó rồi người không bình thường tâm lý không ổn định hay là những người ăn chơi rồi hay là gây những cái chuyện mà bất hợp pháp ở bên nước, ở bên Mỹ đó rồi họ không có cơ hội để quay lại với cái xã hội xã hội bên đó nữa cho nên họ đâm ra cái cảnh màn trời chiếu đất là như vậy nó không có bao nhiêu đâu không có nhiều không có nhiều như là mọi người nghĩ ghê ghê gớm gì đâu và vài ba người đó nếu mà cái cộng đồng người Việt ở Mỹ đi mà thấy những cái mảnh đời gì chỉ có không không số lượng không nhiều mà thấy không nhiều thì giúp được không? nếu mà họ thừa sức họ giúp thì giúp được chứ nó đâu đúng không? nhưng mà tại sao họ giúp không không được? tại vì những người đó họ không có đón nhận được cái cái, cái cái sự giúp đỡ của cộng đồng. nhiều khi họ không muốn hoặc là cộng đồng giúp đỡ mà họ chưa chắc thì họ hoàn lương, họ họ thay đổi. tại vì họ không bình thường mà, không cả nhà coi những cái kênh thấy có nhiều người mình hầu như là mình thấy bị tập thần chứ không có không có bình thường được hiếm lắm chứ còn hầu như là những người bình thường thì họ qua bên đó họ làm họ làm việc đồng ý có cực nhọc mà là không thích nghi nhưng mà họ còn vẫn phải đối diện với sự thật phải cố gắng hòa nhập vô trong cái xã hội và họ đi lên từng bước tiến lên từng bước từ 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 và họ có được cái cơ ngơi những người việt mình thì kiểu là an cư rồi lập nghiệp chẳng hạn như vậy hay là họ xây dựng cho mình một cái tương lai một ngày nào đó họ quay về việt nam họ sống họ gom cho mình một ít vốn liếng đồng tiền ở bên nước ngoài họ chịu cực 5 năm 10 năm cái cuộc cái tuổi thanh xuân của họ đó để họ quay về cái tuổi uh, về hưu ở việt nam đôi khi mọi người có một cái bước tính riêng Chứ nói mà theo cái kiểu đã kích hay là nói theo cái chuyện mà chính trị đó thì nếu mà để so sánh thì giữa cái nghèo của bên bên đó hay là cái nghèo ở bên này. Ở bên Úc ừ. này, so với Việt Nam thì không có thấm thía gì đâu. Nếu mà tính như vậy là phần trăm với Việt Nam thôi chứ không có không có nhiêu đâu. Nên những ai mà uh, suy nghĩ thì cũng cần phải suy nghĩ lại, mình phải xem lại cái cái nơi mình sống trước cái đã ví dụ như là ở việt nam mình chỉ cần đi ra ngồi cái khỏi cái khu vực ngoại thành à, thành đô sài gòn ho, ho lệ ho cho người nào lệ cho người nào những cái mảnh đời nào đó cùng vất qua vất vưởng ở trên uh, xung quanh đó nữa uh, ở những cái vùng ngoại ô sài gòn đó nhiều nhiều người nghèo lắm ha cả nhà chịu khó đi ra những cái khu đó nhiều người nghèo lắm, rồi ở những tỉnh lẻ là còn khủng khiếp hơn, những nơi dùng sâu dùng xa heo hút còn vất vả còn kinh hoàng hơn nữa, mà mọi người không có để ý, nhiều khi cuộc sống nó tắt bật bề bộ để chạy đua với công việc kiếm tiền rồi đó mình coi những cái gì đó giải trí cho mình quên đi những cái mảnh đời heo hút đó, lúc nào mà không biết nên nhìn lại nên xem lại. Thế còn cái đời sống ở bên Mỹ tại vì thường thường người ta có những cái chuyện hay là ở bên này đó có cái trợ cấp của xã hội trong qua những người đó không có còn giấy tờ cả nhà hiểu không Ví dụ ở bên Mỹ những người hoàn cảnh đó đó <laughs> như những YouTuber mà quay cho cho cả nhà xem mọi người xem ở Việt Nam xem đó, thì những người đó hầu như giấy tờ họ không có còn cái gì hết mà ở những cái nước như thế này thì đối với cuộc sống cần phải có giấy tờ hẳn thôi Nếu bạn có những cái giấy tờ đó hợp lý thì bạn sẽ được hưởng những cái cái tiền mà an sinh xã hội của quốc gia đó thôi chứ không phải là không có ví dụ như nào ở Úc là bạn nằm trong cái cảnh là bị tâm thần à, bạn bị uh, Khuyết tật mà không đi lao động được thì bạn sẽ được hưởng một cái khoản trợ cấp là Ừ, tương đương với cũng gần cũng bằng, cũng ít ra cũng bằng 1 phần ba với lại một người lao động bình thường hay là một nửa người lao động bình thường. Nói chung là cái tiền trợ cấp đó đủ cho bạn sống chứ không dư. Đó. À, bạn không có nhà có cửa thì chính phủ có thể nhìn vô trong cái thân phận của mình, ví dụ bạn bị khuyết tật đi lại không được, à, họ sẽ cho bạn một cái nhà hay là một cái phòng nào đó ở một cái khu vực nào đó ở senior housing đó bạn sẽ sống rồi cái tiền trợ cấp của chính phủ cho bạn sống rồi bạn lấy tiền đó bằng trả tiền nhà tiền rồi lại cho chính phủ nó nôm na à, thức ăn còn nếu bạn đi lại không được thì có thể là bà chính phủ sẽ hỗ trợ bạn một người chăm sóc chăm sóc cho cái người đó nữa chứ không phải đơn giản đâu uhm... Nhiều người nhiều 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 khi chúng ta chỉ nhìn vô một cái bề bất tình lình chúng ta nhìn chúng ta không hiểu Giờ ở Việt Nam mình không có những cái sự mà um, Quản lý xã hội nó giống như ở bên này ha. Ví dụ như là ở bên Úc thì mình thấy nó ná nó, ná, nó, ná, nó ná, giống như bên Mỹ vậy đó chứ không có khác gì hết Chỉ khác một vài cái cái điểm nào đó thôi um, Cái xã hội của của bên này đó thì người ta họ quản lý chặt chẽ lắm từng con người nếu mà bạn có nằm trong những cái trường hợp như vậy thì chính phủ sẽ hỗ trợ bạn cái gì lo cho bạn cái gì còn ở những youtuber mà họ quay những cái mảnh đời ở bên mỹ đó hầu như là những người đó người việt gốc việt đó không có giấy tờ các bạn để ý coi hỏi ra họ hỏi ra giúp cho chị này giúp cho anh kia làm lại giấy tờ này làm giấy tờ kia chứ không không đi làm được nè không có xin được cái tiền an sinh xã hội của cái của, của chính phủ nè thì đó là những cái quyền lợi cơ bản nhất mà người Mỹ người ở bên Mỹ hay là người ở bên Úc hay là những quốc gia mà nó nó, nó như thế này họ được cái quyền lợi đó còn những người gốc việt ở bên đó là <laughs> không có giấy tờ mà giờ sao không có giấy tờ là mình giống như là gì đó <laughs> nó không còn cái gì nữa hết thì mình đâu có lên nói được chuyện với chính phủ à, như những, những cái tổ chức xã hội đó mình xin đấy nó không có hợp lý hợp lệ gì hết tiền là tiền công chứ đâu phải tiền của cá nhân nào đó đâu còn ở Việt Nam mình thì uh, họ là những người bình thường, đúng không? họ cố gắng họ lao động mà cái hoàn cảnh ngặt nghèo, bệnh đau rồi thì thiếu quan tâm của uh, của xã hội, của xã hội ở đây là của những của chính quyền đó, đang cũng không có cái sự an, an sinh xã hội của chính phủ đó, chỉ có là con người với con người cộng đồng giúp đỡ qua lại với nhau thôi, cho nên cả nhà thấy Uh, kiều bào ở bên này ở Mỹ ở Úc ở Canada ở Pháp ở Đức gì đó người ta gửi tiền nhiều quá trời cho các hội từ thiện cho các uh, youtuber đi uh, phát uh, cơm từ thiện ở bệnh viện nè các bạn có coi những cái kênh ở Việt Nam thì biết thôi uh, cho những cái tiền của các youtuber đi quay những cái cảnh đời neo đơn là những cái hoàn cảnh khó khăn vô cùng là cấp nhà cấp cửa xây lại nó nhiều hơn chứ ở Việt Nam sung sướng các bạn kêu là ở Việt Nam bây giờ là thiên đường sung sướng hạnh phúc và sung sướng các bạn có khi nào thấy là ở bên Việt Nam mà gửi tiền qua cho các 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 các, các, các anh chị mà bị tâm thần bị vô vô gia cư ở Mỹ đâu có thấy không hay là ở bên Việt Nam mà gửi một những YouTuber mà quay lên những cái cảnh đời mà ở chuồng heo ở nghĩa địa ở nghĩa trang ở gầm cầu ở trên núi treo leo hay là bệnh đau thương tâm thì hầu như là đồng tiền của Mỹ hay của những cái quốc gia này họ gửi về đấy rồi sao chúng ta so sánh so sánh được tại <laughs> vì coi thì xem thì chúng ta có hiểu cái đời sống ở bên đây rồi chúng ta hiểu cái pháp luật và rồi cái đời sống cái xã hội nó tại sao những cái con người đó như thế như thế mình cũng có theo dõi ban đầu thì mình cũng hơi bất ngờ nó ui cha ơi ở bên mỹ sao cũng có nhiều cái mảnh đời nó thương tâm như vậy nhưng mà sau đó thì mình mình theo dõi kỹ thì mình nhiều khi mình đặt ra một câu hỏi tại sao ở bên mỹ nó là một cái quốc gia ti, tiến bộ như vậy mà có những cái mảnh đời khổ đau như vậy, như vậy này, nó xào ở chỗ nào thì mình cũng xem ra thì mình mới hiểu được thứ nhất là cái cuộc sống nó những cái con người có nghĩa là trước đó họ có một cái quá khứ gọi là tiền án tiền sự họ không chịu khó làm ăn họ vướng vô cái dòng lao lý rồi cái cơ nghiệp của họ sụp đổ họ không quay lại được với cái xã hội tiếp cho nên đôi khi những cái luật lệ của nó của họ đề ra nhiều khi cái những cái chuyện mà khắc nghiệt của cái xã hội đưa ra đó để trở thành một cái công dân tốt mình bằng mình phải tuân thủ theo những cái luật lệ của họ nếu mà mình bị vướng như vậy thì mình bị mất đi những cái quyền quyền lợi rồi những người bị tâm thần thì họ không có hòa nhập được cái xã hội đó họ mới ra nông nổi vậy chứ đâu phải rồi giấy tờ tùy thân giấy tờ minh bạch rõ ràng để cho nó hợp lý bộ ở một quốc gia đó để mình hưởng những cái cái an sinh xã hội cái cái, cái cái, cái quyền lợi của con người ở chỗ đó thì không có không có thì làm sao hưởng được được trong khi quốc gia của của Mỹ thì thấy nhiều người di dân bất hợp pháp tới tới Mỹ quá trời luôn mà Mexico rồi gì Mexico rồi gì đó. đó. Cho nên chúng ta nhìn nhận là nhìn, mình thấy mình nhìn nhận lại là những trường hợp như vậy thì họ không có bình thường, chứ không phải là họ à, tự nhiên họ nghèo họ khổ rồi không ai giúp đỡ đâu mà thậm chí giúp đỡ cũng không được đó. Có có ai mà gửi ai mà ở bên Việt Nam mình gửi tiền qua cho mấy người đó đâu? hay là ở bên Việt Nam mà khổ đau quá người Việt Nam ở bên hải ngoại ở Mỹ ở đồ người ta gửi tiền đùng 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 cho cho tiền những bệnh nhân những người khổ những người nghèo ở bên Việt Nam nhiều hơn nói chung chúng ta cần phải thấy được cái điểm nó nó thực tế nó mà mình phải trung thực mình phải công tâm mình nói đi rồi mình mình hiểu được cái xã hội lý do gì những con người như như vậy thôi tại sao chứ còn mà ở xã hội nào cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu không có thằng khùng thằng điên.